Rồi, ok, em trở lại hết chưa? Alo. Dạ rồi. À, chúng ta bắt đầu tiếp ha. Thì bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các em về cái nội dung trong cái phần yêu cầu số 3 trong cái môn thực tập về robot của chúng ta. Thì cái phần yêu cầu số 3 là từ tuần số 6 đến tuần số 7 thì chúng ta sẽ thi công cái mô hình robot bằng Mica và chọn các cái thiết bị điện, lập trình các cái giải thuật động học, quy hoạch quỹ đạo và vui bằng MATLAB Simulink cho những cái mạch điều khiển. Thì đây chúng ta sẽ chọn động cơ ha. Thì phần chúng ta sẽ gồm là Arduino này, RC này, và chúng ta sẽ có là MATLAB Simulink. Và đây chúng ta cái GUI sau khi chúng ta đã làm rồi thì chúng ta sẽ làm cái phần thu thập cái ta sẽ thu thập cái dữ liệu đó. Thì cái phần này thầy chỉ yêu cầu thêm thôi đó, chúng ta có thể là thu thập các cái dữ liệu thông qua cái Arduino, thông qua cái cổng là URT0 ha, URT0 giao tiếp với cái máy tính của chúng ta thông qua cổng USB đó. Chúng ta có thể gửi các cái dữ liệu lên để chúng ta hiển thị. Thì cái việc mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đang cố gắng xây dựng một cái hệ thống gọi là cái hệ thống là hardware loop system. Nó sẽ kết hợp với phần cứng và cái cũng như là cái phần mà chương trình ha, để hỗ trợ chúng ta nào quan sát các cái đáp ứng của cái hệ thống. Thì ở đây thì đầu tiên là thầy sẽ đi vào cái phần là lựa chọn động cơ cho chúng ta. Thì trong cái phần mà chúng ta đã tìm hiểu về cái moment ở từng cái khâu á, trước đây chúng ta đã tìm hiểu về cái phần động lực động học cũng như động lực học. Thì cái moment ở từng cái khâu nè thì nó sẽ được tính thông qua các cái công thức liên quan tới động học, đó là động học thuận và cũng như là động học nghịch, bằng cái việc mà chúng ta biết được các cái gia tốc góc ha. Gia tốc góc thì chúng ta có thể tính ra được những cái moment chúng ta cần thiết. Còn ở đây chúng ta sẽ có từ cái vị trí ở cái không gian làm việc, vận tốc ở không gian làm việc ha, thì vận tốc dài cũng như vận tốc góc ở không gian làm việc, thì thông qua cái ma trận Jacobi hoặc là thông qua cái động học thuận động nghịch này thì chúng ta có thể tính ra được cái vận tốc ở từng khớp và tương ứng vị trí theo các cái trục XY và những cái hướng của cái khâu cuối. Nếu trường hợp chúng ta có được thì thông qua những cái động học thuận động nghịch thì tương ứng thì chúng ta sẽ tính toán ra được các cái Q1, Q2 và Qn. Thì ở trong đây nó sẽ có lưu ý ở đây là thông qua cái phần thành phần và gia tốc thì chúng ta có thể tính ra được cái moment của từng cái khớp, moment yêu cầu của từng khớp để tạo ra những cái chuyển động có cái gia tốc cũng như là vận tốc hoặc là những cái vị trí như chúng ta mong muốn. Thì cái quy trình để chúng ta lựa chọn ra những cái động cơ của chúng ta thì đầu tiên là chúng ta sẽ tính toán ra những cái đặc trưng của tải, thì chúng ta sẽ sử dụng cái vấn đề là phân tích về động học, rồi chúng ta sẽ tính toán ra cái việc motor, rồi học số ra cái thông số của hộp số để chúng ta điều khiển các cái tải. Ở đây chúng ta là tải nên chúng ta robot đó, thì sau đó chúng ta sẽ tính toán dựa vào cái chỉ tiêu về cái cực tiểu về cái năng lượng cũng như là cực đại về tốc độ. Điểm đó chúng ta sẽ xác định được các cái ví dụ như là cái moment quán tính của động cơ, hay là chúng ta sẽ xác định được cái tỷ số chuyển của cái hộp số. Đây chúng ta có thể là chúng ta sẽ thiết kế được các cái động cơ ha, để chọn là những cái động cơ dựa vào cái việc xác định được cái phần moment quán tính đó, thì chúng ta sẽ tính toán ra những cái ngoài ra. Thì đây cái quy trình thầy lấy ra là trong quá trình chúng ta tính toán cũng như là thiết kế một cái động cơ. Thì thực ra là các em làm từ các bước đây, em dừng tới cái bước là determine the motor inertial ha, and gear ratio là chúng ta coi như đã xong rồi đó, chúng ta như đã xong rồi. Thì đây quá trình này chúng ta là tìm ra cái động cơ tối ưu. Thì khi chúng ta chọn trong thực tế, khi mà chúng ta cần chúng ta chọn ra động cơ
thì chúng ta cần phải quan tâm, cố gắng ta phải tìm ra những cái phần liên quan tới cái tính toán ra những cái phần thiếu sót và nhiệt độ ha, cũng như là cái hằng số của motor là gì, nó có thỏa những yêu cầu chúng ta đặt ra hay không. Đó thì ở đây ta sẽ trên cái đồ thị này á, chúng ta sẽ có cái đường màu đỏ, đó là cái mô-men, đường màu đen đậm ở đây là cái gia tốc, và đường màu đen là gạch á thì nó là cái vận tốc. Đó thì ở đây ha, tôi thấy là tương ứng nè, trong suốt quá trình mà nó di chuyển thì cái mô-men này nó sẽ tỷ lệ với cái gia tốc đó, với cái gia tốc đó. Lý do tại sao ta nãy ta có trong cái hình này thấy nè, thông qua cái gia tốc này thì chúng ta có thể tính ra được các cái mô-men. Rồi cái đầu tiên ta sẽ đi vào những cái đặc trưng của tải ha. Những cái đặc trưng của tải ở đây ấy, thì nó sẽ bao gồm có là cái vận tốc gốc này, gia tốc gốc này, rồi cái moment được yêu cầu. Thì ở đây chúng ta sẽ có vận tốc gốc và gia tốc gốc thì có thể là đạt được thông qua những cái công thức liên quan tới động học. Rồi liên quan đến moment yêu cầu thì chúng ta sẽ đạt được thông qua cái việc chúng ta sử dụng cái động lực học. Động lực học ở đây chúng ta sẽ dùng cái công thức là động lực học nghịch ha. Động lực học nghịch để chúng ta tìm kiếm. Thì ở đây các em đã làm cái phần SimSCAPE rồi. Thì trong cái phần SimSCAPE thì các em đã đưa vào các cái giá trị liên quan tới là cái vị trí và vận tốc cũng như là gia tốc. Thì bây giờ các bạn nào có thể chia sẻ cho thầy xem được cái file MATLAB SimSCAPE mà các em đã làm không? Nhóm một cho thầy xem được Giờ thầy không? đợi một Mở file lên ha. Đó, các em mở file nó lên rồi xong đó thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách để chúng ta xác định ra được cái moment dựa vào MATLAB Simulink. Bạn khác lưu ý ha, giả sử như sau này mà trường hợp các em mà xây dựng ra các cái mô hình đó, thì sau khi chúng ta xây dựng mô hình, chúng ta thiết kế ra các mô hình này, chúng ta sẽ tính toán ra các cái tính toán lựa chọn động cơ thì lựa chọn là ở đâu và như thế nào. Thì ở đây thì các em có thể dựa vào cái cách mà thầy hướng dẫn cho các em ha, để các em có thể chọn ra các cái động cơ cho nó phù hợp. Nhóm một được không? Dạ, đang đang bật mắt lát này thầy. Dạ, hay đợi xíu này. Đợi chút xíu nó đang quát này. Đó thì bây giờ các em đang làm á, thì các em đang đưa các cái tín hiệu, nó là cái vị trí cũng như là vị trí vận tốc vào trong mô hình SimSCAPE. Bây giờ các em mở SimSCAPE lên thầy đi. Đó thì cái SimSCAPE, đầu vào của SimSCAPE ở từng cái khớp mình thấy là có ba ngõ vào đúng không? Đó, ba ngõ vào, ngõ vào thứ nhất, thứ hai, thứ ba, em biết nó là gì không? Góc Dạ không, tóc với gia tốc Hả? Cái gì em? là một cái là vị trí, cái thứ hai là vận tốc, cái thứ ba là gia tốc đúng không ạ?
À đúng rồi đó ha. Thì ở đây mình đang để cái chế độ rồi, em nhấp vào cái Revolut đi. Thì khi các em nhấp vào khối Revolut và cái phần Activation, thì hiện tại bây giờ chúng ta đang sử dụng ở cái chế độ đó là cái chế độ gì đây? Động học thuận nhé, động lực học thuận. Thì trong cái động lực học thuận đó thì chúng ta sẽ provide define input nhé. Provide define input và cái automatically computed. Thì bây giờ ta muốn biết là cái moment của cái trong quá trình mà con robot này nó hoạt động như vậy thì cái moment của nó là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta làm vô cái phần sensing, các em vào cái phần actuator tọt, tích vào đó. Rồi sau khi chúng ta tích vào đó rồi, đó thì chúng ta có thể là quan sát được các cái moment. À, cái moment của động cơ, từ đó ta tiến hành ta chọn động cơ cho nó phù hợp. À, các em nắm được không? Được, mà cái đó nếu mà moment là mình phải tùy vào điều kiện mà cái đường quỹ đạo làm việc cụ thể đúng không thầy? À đúng rồi đó, thì tùy vào, thường nó sẽ dựa vào gia tốc ha, trong quá trình tăng tốc và giảm tốc phần lớn là dựa vào gia tốc. Ngoài ra nó sẽ có liên quan tới cái gia tốc chậm trường nữa. Thì ở đây ha, thường, bây giờ các em là đang cho các cái vận tốc và cái gia tốc nó bằng không, đúng chưa? Thì nếu mà đúng ra thì nó phải là những cái phần mình phải thực hiện những cái phần mà quy hoạch quỹ đạo vận tốc và gia tốc rồi mình đưa nó vào. Các em nắm được không? Các bạn khác có nắm được không? Trong quá trình mà mình làm quy hoạch quỹ đạo cho robot, cái bài toán quy hoạch quỹ đạo, các em có thấy là chúng ta thực hiện những cái tìm vận tốc và có cái hàm vận tốc, cái hàm gia tốc không? Các em có thấy cái hàm đó Để có không? đây là Có cái hàm vận tốc và hàm gia tốc và hàm vị trí. Đó, nó sẽ có những cái hàm đó ha. Thì nếu mà đúng là để có thể tính toán được cái động cơ thì chúng ta phải đưa thêm những cái thành phần mà vận tốc và gia tốc vào trong nữa. Đó, trong và trong cái phần sim kép á. Đó, trong phần sim kép mở. Nó không phải là không không nha. tức là mình sẽ cho cái này là input luôn đúng không? Đúng rồi, đưa vào thì nó sẽ càng chính xác hơn. Dạ Đó, thì khi trong quá trình đưa vào, khi hệ chúng ta chuyển động đó, thì tự động chúng ta sẽ quan sát được những cái moment cần thiết. Thì khi mà thiết kế, các em lưu ý là chúng ta phải đổ vật liệu nhá, yeah. đổ vật liệu vào, là giống như là giả sử như trường hợp mà các em mà dùng cái cơ cấu chuyển động là động cơ, thì chúng ta lưu ý là khi mà công suất của động cơ thay đổi thì kích thước của động cơ nó cũng sẽ thay đổi, do đó là cái moment quán tính ở từng khâu nó cũng sẽ thay đổi. Thì lúc này là cái việc mà tính toán ra những cái gia to cái phần mà cái moment cần thiết này, chúng ta phải nhân hệ số an toàn đấy nhé, Yeah. nó chúng ta mới có thể lựa chọn được. Số an toàn là 1.5 hay là 2? Thì có thể là 1.5 hoặc là có thể là 2 thì tùy vào các em. Yeah. Đó, thì thầy vừa rồi thầy mới hướng dẫn cho các em cái cách mà chúng ta có thể là dựa vào những cái kết quả mình đã làm đó trong cái sim kép á, thì chúng ta sim kép thì chúng ta có thể lấy cái đó để chúng ta đo đạc được, tính toán ra được những cái moment cần thiết ở từng khớp là như thế nào. Rồi Và những các bạn khác thì sao, các bạn khác có câu hỏi gì, có hiểu rõ được cái cách mà chúng ta tính ra, ta lấy được những cái thông tin liên quan tới cái moment mà thầy đã đề cập cho nhau? cái khối không constant không của vận tốc và gia tốc là mình đưa luôn cái hàm vận tốc gia tốc vô luôn đó, hả thầy? Thường nó sẽ có thể ha, có thể thì chúng ta sẽ đưa ở trong này, nó sẽ cho phép cho chúng ta là một số cái phiên bản mới thì nó cho phép chúng ta là tính đạo hàm từ cái vị trí luôn. Anh nói căng nắm được không? Dạ. Vậy đó là hiện tại bây giờ là các em trong quá trình mà các em làm thì là đã thức bậc 3. Nhưng mà trong thực tế bởi vì khi mình làm các cái phần đa thức bậc 3 như vậy, nó vẫn có một số cái hạn chế ha, dẫn tới là cái năng lượng trong quá trình hoạt động nó sẽ là lãng cực kỳ lãng phí. Sau đó sẽ do đó là có những cái bài toán nó đề cập tới vấn đề về tối ưu về năng lượng, quy hoạch quỹ đạo làm như thế nào đó để cho con robot đó tối ưu về năng lượng, nó lại một bài toán khác nữa.
À, thì đối với các em hiện tại tiếp cận bây giờ, chúng ta chỉ cần già sử dụng cái đa thức bậc 3 được rồi. Cho robot nó hoạt động theo ý muốn của mình được rồi. Chưa cần quan tâm nhiều lắm nó tới về cái năng lượng, yếu tố năng lượng. Là cái vận tốc với gia tốc mình dùng khối này luôn được không thầy? Được. Dạ. Rồi các bạn khác thì sao, có nắm được cái quy trình mà chúng ta thực hiện không? Cái phần mà thầy mới miêu tả cho các em để cách đo đạc cái moment cần thiết ở từng khâu, các em có hỏi gì không? À, các bạn, các em có nắm rõ chưa? Như là nhờ anh em nhìn trình bày nha thầy. À, rồi ok, rồi bây giờ thầy sẽ quay lại phần trình bày của thầy nhé. Rồi ở đây ha, thì đây chúng ta tiếp tục, ta sẽ tính toán ra các cái phần công thức nó dùng để tính toán ra các cái moment của cái động cơ. Thì giả sử ở đây ta sẽ xem xét tới một cái mô hình động cơ, nó gồm có phần tải ha, mô hình đơn giản này. Ta moment của tải nè, cái gia tốc, moment của tải và cái gia tốc thì ở đây chúng ta sẽ có được thông qua cái mô phỏng sim kép, thì chúng ta có thể tính được moment và tải, moment của tải ở từng khâu nhé. Rồi cái gia tốc của tải chúng ta cũng có thể đo được luôn. Rồi sau đó ta sẽ sử qua những cái bộ gear này. Gear ở đây nó sẽ có cái moment quán tính của cái trục của cái gear, rồi tỷ số của cái bộ hộp số, hoặc là cái hiệu suất của cái hộp số là như thế nào đó. Và trong cái motor thì ở đây nó sẽ quan tâm tới là cái moment quán tính của cái motor, đó là cái trục cốt, cái cốt của motor nó sẽ là như thế nào ha. Đó, cái moment quán tính này liên quan tới cái cốt của motor nó như thế nào, rồi nó sẽ liên quan tới một cái nữa là cái những cái moment, C là moment liên tục, lớn nhất liên tục, CM là moment liên tục ha, còn PM là cái moment moment đỉnh đó. Moment đỉnh thì khi chúng ta quan tâm, ta chọn động cơ thì ta sẽ tìm hiểu đến các cái yếu tố là liên quan tới cái GM. À, ta sẽ coi các yếu tố liên quan tới GM này, TCM và TPM. Thì ở đây ta sẽ yêu cầu chúng ta sẽ làm như thế nào đó. Thì cái vận tốc tối đa của cái động cơ chúng ta lựa chọn nó phải là nhỏ hơn cái vận tốc. À, tức là nó phải lớn hơn ha, nó phải lớn hơn cái vận tốc đỉnh của tải mà nhân với cái tỷ số truyền của cái hộp số. Đó, nhân với tỷ số truyền một số. Đây này, cách tính là cái vận tốc cực đại của motor. Rồi những cái moment đỉnh của động cơ, hoặc là cái moment là lớn liên tục của động cơ. Thì đây thông qua cái việc mà chúng ta có công thức để chúng ta tính là TM là công thức số 1 này. Thì hôm nay ta sẽ sử dụng cái norm vô cùng, định thức vô cùng. Thì định cực vô cùng nó được định nghĩa nó là tìm giá trị lớn nhất của tập các cái TM. Thì tìm giá trị lớn nhất của tập các cái TM thì trong những cái điều kiện làm việc khác nhau ha, các em lại thay đổi do cái hệ của chúng các em. Ở đây nó thấy nè, trong cái phần mà liên quan tới tìm ra được cái moment đỉnh á, thì nó sẽ liên quan tới cái gì, cái hàm là TM này nó phụ thuộc vào những cái gì của robot. Moment của động cơ này anh thấy trong công thức số 1 nó phụ thuộc vào những cái phần nào của cái con robot, những cái biến nào, nó phụ thuộc vào biến là theta l hai chấm và tl đó, moment của tải và cái gia tốc của tải ha. Thì từ cho cái ta có thể là cho con robot của chúng ta hoạt động với những cái quỹ đạo khác nhau, nó thì chúng ta có thể xác định ra được những cái thông tin liên quan tới TL và cái theta L hai chấm. Thì từ đó các em có thể tìm ra được cái moment moment đỉnh của động cơ là bao nhiêu. Rồi sau đó là em sẽ tìm ra giá trị áp dụng công thức này.
Đó, cũng áp dụng công thức này để chúng ta tính ra được cái giá trị lớn nhất về của cái tín hiệu liên tục. Thì ở đây chúng ta có thể vẽ ra được từ cái phần này, chúng ta sẽ vẽ ra được những cái gì đây. Thì ở đây chúng ta sẽ vẽ được cái moment này, đó, cái đặc từ cái đường đặc tính ha, cái đường đặc tính của cái moment liên tục, moment liên tục theo các cái biến, đó là gm, và cái biến đó là hệ số của cái hộp số. Đó, thì những mục tiêu ở đây chúng ta sẽ chọn xem là chọn cái động cơ nó có đầu cốt là bao nhiêu, là và cái tỷ số là bao nhiêu là tối ưu nhất. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hàm để có thể tìm ra được những cái vấn đề đó. Thì bây giờ chúng ta phải quan tâm tới để chúng ta xây dựng ra cái hàm về năng lượng, chỉ tiêu về năng lượng. Thì đây chúng ta sẽ có công suất của motor và công suất bị hao hụt đi, ta sẽ có PM và PLoss. Thì PM sẽ được tính theo cái công thức là cái tô cái công thức là ở đây là nó sẽ có là moment của cái động cơ nhân với cái vận tốc của cái động cơ. Còn cái thành phần PLoss thì liên quan đến cái giá trị điện trở nó bị hao hụt ở trên cái động cơ hơn, nó do thông qua quá trình là nó tỏa nhiệt. Thông qua quá trình mà nó tỏa nhiệt ra. Thì ở đây giả sử như chúng ta sẽ có một số cái công thức. Đó, có những công thức này liên quan này, thì để làm được này ta phải tìm hiểu sâu hơn liên quan tới liên quan tới robot, tức là liên quan tới cái động cơ, thì chúng ta sẽ thấy được có những công thức liên quan này. Đó. Thì ở đây ta có là KM là hằng số của cái động cơ, đây là cái hằng số KT là hằng số moment. Đó, thì giờ ở đây ta có thể thấy là cái sau khi chúng ta suy ra được công thức ở đây chúng ta đưa ra được các cái công thức và tính về cái công suất tổng để tính tích phân, thì chúng ta sẽ tính ra cái hàm năng lượng. Thì ở đây chúng ta sẽ thông qua cái việc mà tính đạo hàm riêng của cái hàm năng lượng này, ở công thức số 9 này, thì chúng ta có thể là xác định ra được cái tỷ số tối ưu, tỷ số ha, tức là tỷ số truyền tối ưu của cái tỷ số truyền tối ưu của cái hộp số sử dụng trong cái sử dụng cho cái động cơ, tương ứng với cái gm, nó là cái moment. Đó, tương ứng là cái moment quán tính của cái động cơ, tương ứng với một, ví dụ ta có một cái động cơ nào đó thì ta sẽ tìm ra được cái hộp số phù hợp. Đó, ta sẽ tìm ra được một cái hộp số nó có tỷ số truyền như bao nhiêu là phù hợp với cái motor đó. Thì thông qua việc chúng ta áp dụng cái công thức số 12 để chúng ta làm. Đó, thì ở đây chúng ta trong quá trình, suốt quá trình chúng ta làm thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta tìm ra được cái vị trí điểm làm việc tối ưu này, nó tương ứng với cái sự tương ứng với cái T này. Cái moment này nè, nó cái moment của động cơ cần thiết nó ra của cái của cung cấp cho cái khớp của robot ha. Thì ở đây giả sử ta so có sẵn cái động cơ rồi, thế này ta sẽ có việc là chọn cái tỷ lệ truyền hộp số là như thế nào nó phù hợp. Đó, thì vừa rồi là thầy đã giới thiệu cho tụi em về một số công thức hỗ trợ chúng ta cho quá trình mà chúng ta tìm lựa chọn động cơ. Thì ở trong cái phần mô hình của chúng ta thì chúng ta chỉ có sử dụng là cái động cơ nó là RC servo thôi. Thì trong cái RC servo các em tìm ra cái thông số ở trên mạng, nó sẽ cho một vài cái thông số kỹ thuật tương ứng với ở cái ngõ ra của cái RC servo. Thì trong cái RC servo này nó sẽ có các cái thông số liên quan tới nó sẽ có những cái thông tin liên quan tới cái moment cũng như vận tốc và các cái góc giới hạn, thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cho nó phù hợp. Đó, thì ở đây thầy giới thiệu cho các em đó là phần kết nối ha, kết nối với cái các cái servo
nó cái servo này nó được kết nối với cái board Arduino khá là đơn giản. Thì ở đây trong nó ra của các cái servo này nó sẽ có các cái ở đây thì nó sẽ chúng ta sẽ có ha, có hai cái có ba ba đường dây, thì cái đường hai đường dây này cấp nguồn, một đường dây là đường tín hiệu. Thì chúng ta lưu ý ta không có sử dụng cái nguồn của Arduino để nuôi cho các cái servo ha. Thì cái nguồn 5V này nè, ta có thể là cung cấp thêm một cái nguồn ngoài nữa, ta tính phải tính toán ra, bởi vì giả sử cái nguồn 5V của cái Arduino này nó có đủ dòng, nó có đủ cung cấp cho ba cái sạc vôi hay không. Trường hợp mà nó không cung cấp đủ cho cái ba cái sạc vôi này, các em phải cung cấp thêm một cái nguồn ngoài nữa để dòng lớn hơn. Rồi các cái dây đường tín hiệu này á, của cái sạc vôi nó sẽ được cung cấp với vào cái chân BVKM. Thì tại sao mà các phải cung cấp cho cái chân BVKM mà không phải là những cái chân khác của board Arduino? Thì chúng ta phải về chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên lý điều khiển của cái servo này là như thế nào. Đó, thì ở đây ha, để có thể ta sử dụng cái MATLAB Simulink để chúng ta lập trình cho cái mô hình động cơ đó, thì chúng ta cần phải tải về cái thư viện, đó là Simulink Support Package for Arduino HV. Đó, thì các em download này về và các em lấy cái khối là Arduino Continuous Servo Drive các em đưa ra. Đó, thì ở trên này nhấp vào đây thì người ta đã làm hết rồi. Thì ở đây mình chỉ tìm hiểu coi là mình kiểm chứng cái mô hình thực tế ha. Coi khi mình làm cái mô hình robot thì có những cái thành phần, tức là mình sẽ thực hiện những công việc và như thế nào, và nó sẽ có những cái sai sót gì. Thì ta hy vọng là thông qua cái ví dụ một số bạn đó, trong quá trình chúng ta làm này, thì chúng ta nếu chúng ta biết, chúng ta nhìn được những cái sai sót chúng ta tính là tốt. Còn những bạn nào chưa nhìn thấy được thì sẽ gặp phải những cái khó khăn, thì dựa vào những khó khăn này á, trong tương lai ha, thì các em sẽ hiểu sâu hơn về robot. Đó, thì ở trong cái này nó cài đặt rất dễ. Ở đây tương ứng ta chỉ đưa vào các cái pin này, các cái tương ứng với các cái ngõ, các cái chân mà kết nối BVKM, kết nối với những cái chân tín hiệu của các cái servo. Thì ở đây đó, đây là một cái chương trình của một số anh chị đã làm. Thì ở đây đơn giản, ở đây chúng ta sẽ có quy hoạch quỹ đạo inverter kinematic. Thì đáng lẽ ở trong này nó phải liên kết với các cái sinh đúng không các em, hoặc là forward kinematic ở đây đúng không, cái này thấy quen thuộc không? Hay à. Đó, thì bây giờ đơn giản mình chỉ cần thay và cho thầy những cái này thôi. Đó, thay vào những cái khối này đưa vào, thì lúc này mình có thể là thay đổi được các cái tín hiệu đặt theo thời gian thực trực tiếp ở trên này luôn. Đó, nhiệm vụ của các em về chúng ta tìm hiểu, chúng ta cố gắng ta xây dựng được cái hệ thống như vậy. Đó, thì cái mô hình ta robot mà trong từ tách một tách hai giờ các em làm á, thì bây giờ các em design lại. Ví dụ trong tuần này thì về chúng ta sẽ design lại cái mô hình robot đó, để chúng ta vừa design lại cũng như là vừa chúng ta lựa chọn các cái mô hình động cơ cho nó phù hợp. Đó, động cơ cho nó phù hợp, vừa từ đó chúng ta sẽ thiết kế các cái cơ cấu để chúng ta bắt bắt được các cái tức là bây giờ chúng ta là sẽ thiết kế chế tạo nha. Đó, trong quá trình mà thiết kế chế tạo thì việc mà chúng ta đặt các cái RC servo tại vị trí nào đó thì nó cũng khá là quan trọng. Thì bây giờ trong tuần này trước tiên là chúng ta sẽ tìm thiết kế lại cái mô hình các em đã làm trên Solid. Đó, giữa chúng ta bắt đầu chúng ta thiết kế thử xem các cái mô hình của cái RC đó mình đặt lên thì như thế nào. Đó, thì đầu tiên thì các em thử xem xét thử cho con robot nó hoạt động ha. Thì ở đây á, bởi vì con robot chúng ta nó nằm ngang, do đó là ảnh hưởng của cái phần tải trọng gia tốc trọng trường, và nó sẽ không có nhiều lên con robot. Bây giờ chúng ta thầy quan tâm nhất là cái phần chúng ta thiết kế để chúng ta tìm cách để chúng ta gắn các cái động cơ RC servo và trong mô hình của con robot của các em là như thế nào. Hiện tại bây giờ thì các cái phần kép liên quan với vẽ cái RC servo thì các em có thể lên mạng ta tìm ha, các
cái bản vẽ kép của nó, ta import vào trong cái phần solid đó. Từ đó chúng ta nhanh chóng chúng ta có thể thiết kế những cái cơ cấu đỡ, cái câu cơ cấu đỡ cho cái RC, cái động cơ tương ứng với các cái khớp. Thì các cái kích thước bây giờ các em có thể là các nhóm có thể là chủ động linh động được ha, cũng có thể chúng ta sẽ linh động, chúng ta điều chỉnh lại cái phần này cho nó phù hợp. Rồi các em có thắc mắc gì về những cái phần vừa rồi thầy mới trình bày không? Các em có thắc mắc gì về phần mới trình bày không? Thì nếu không thì bây giờ chúng ta tiến hành, chúng ta cho thầy ha. Chứ là bây giờ chúng ta lên đó, thì đòi bạn Thịnh vừa rồi chia sẻ cho chúng ta một cái trang web đó để chúng ta lấy cái bản vẽ của cái RC Seco về đó. Thì các em lên trên đó lấy cái bản vẽ của cái RC Seco về, rồi chúng ta thiết kế cái bản, đưa ra cái bản thiết kế nhé. Đưa ra cái bản thiết kế thì ở đây chúng ta có thể là xem cái đường cái clip và thầy, cái clip mà thầy nói cái tab 3 thầy có chia sẻ cho các em chưa? Dạ mới xem tab 1, tab 2 rồi thầy. Thầy sẽ chia sẻ cho các em thêm một cái tab 3 mà các anh chị đã làm ha. Đó, chúng ta có thể là dựa vào những cái thông số của các anh chị đã làm đó, ta chọn một cái động cơ. Chọn động cơ thì ban đầu các em lần đầu tiên các em chọn động cơ nó sẽ là tốn nhiều thời gian, thì ok. Thì các em có thể dựa vào cái cách lựa chọn của các anh chị làm tham khảo ha. Rồi sau đó các em tìm cách để chúng ta giải thích tại sao cái cách lựa chọn của anh chị nó phù hợp hay chưa. Đó, thì cần là cần cái đó. Vậy sau này các em làm bất kỳ cái đề tài về điều khiển nào ha, về BOC hoặc là bên điều khiển, lý thuyết điều khiển, thì chắc chắn trong quá trình mà các em xây dựng ra các cái mô hình á, trong quá trình mà các em xây dựng ra các mô hình thì các em sẽ lên báo cáo, sẽ được các thầy cô hay hỏi nhất là cái câu hỏi là làm như thế nào chúng ta lựa chọn được cái động cơ. Lựa chọn được cái động cơ thì cái vấn đề lựa chọn động cơ nó sẽ là một cái bài toán khép vòng lập rất là nhiều lần thì mới chọn ra được. Thì ở đây chúng ta có thể dựa vào những cái phần động cơ mà các anh chị đã lựa chọn rồi, các em dựa vào trên đó các em tham khảo. Đó, trong quá trình làm những cái điều chỉnh như thế nào đó thì mình cũng phải dựa vào những cái kiến thức mà thầy đã hướng dẫn cho các em. Thì đây, ở đây bởi vì chúng ta đang sử dụng là sử dụng RC Seco, do đó là cái hộp số nó không có ha, hộp số của chúng ta là không có ở đây. Vì vậy là không, tức là ở đây là người ta tính là luôn được cái moment ở bên ngoài hộp số luôn đó. Thì khi sau này các em nếu mà làm cái đề tài về robot thực sự á, thì chúng ta có thể là chúng ta phải vừa chọn động cơ vừa chọn hộp số, thì chúng ta có thể quay lại những cái kiến thức mà thầy đã chia sẻ ngày hôm nay cho cô để các em xem lại. Rồi bây giờ các em có thể tiến hành thiết kế cho thầy mà cánh tay robot, điều chỉnh cánh tay robot của các em trên Solid theo cái bản thiết kế nhé. Rồi thầy sẽ upload cái đường link của các anh chị làm cái tab 3 lên trên Classroom cho các em. Rồi lên trên Classroom cho các em. Rồi, chúng ta xem thử ha. Rồi, nhóm này nhóm của anh Vương. Vương Hải và Phát. Rồi, với các khối
về phần nội dung thực hiện của nhóm. Phần đầu tiên sẽ là phần giới thiệu mô hình, kế đến sẽ là tính toán tập hợp cho robot, kiểm chứng lại mô hình và cuối cùng sẽ là điều kiện thực tế. Về phần giới thiệu mô hình thì trên đây là phần thiết kế mô hình đã được nhóm thiết kế trên sân cuộc với các thông số cụ thể. L0 là 14.5 cm, L1 là 10 cm, L2 là 9 cm, L3 là 6 cm và L4 là 7 cm. Ngoài ra phần khác giữa các trục là D1, D2 và D3. Ngoài việc thiết kế các link có độ dài được tính từ tâm các động cơ, nhóm còn thiết kế thêm một phần đuôi ở mỗi link để tạo thành đối chậm, tránh cho một động cơ bị gãy nếu khi robot vận hành. Ở đây, đối với các cốt thì nhóm sử dụng hai loại động cơ. Đầu tiên là động cơ servo SG90, có điện áp hoạt động là 5V, tốc quay là 180 độ, tốc độ quay là 60 độ trong vòng 0.2 giây. Mô men xoắn của động cơ là 16 kg trên cm và trọng lượng là 9 g. Động cơ thứ hai là động cơ servo MG96R, với điện áp hoạt động là từ 4.8 đến 7.2 V, tốc quay là 180 độ, tốc độ quay là 60 độ trong vòng 0.17 giây, với điện áp cấp là 4.8 V. Mô men xoắn của động cơ là 4 kg trên cm và trọng lượng là 55 g. Trên thực tế, với thông số mô men xoắn của động cơ SG90 thì chúng ta có thể thay thế ba tốt của robot để bằng động cơ SG90, nhưng bởi vì phần trục động cơ của động cơ SG90 được làm bằng nhựa nên nó khó đảm bảo được việc chắc chắn cho hệ thống. Bởi vậy ở hai góc cuối nhóm sử dụng động cơ MG96R và sử dụng động cơ SG90 trong góc cuối cùng. Đây là mô hình thực tế nhóm đã thi công với toàn bộ mô hình được thiết kế bằng viên kẽm trong và có độ dày là 5 ly. Riêng hai cái lầu một sẽ có độ dày là 10 ly. Với động cơ ở tốc cuối cùng là động cơ SG90 và hai động cơ còn lại là hai động cơ MG96R. Tiếp theo sẽ là phần thiết kế tổng hợp cho robot. Với mô hình robot được thiết kế, chúng ta sẽ tiến hành đặt hệ trục cho robot. Với hệ trục tọa độ phước công sẽ được gắn với ghế của robot và gắn với mặt đất. Hệ trục tọa độ thứ nhất sẽ tương đương với động cơ đầu tiên, hệ trục tọa độ thứ hai sẽ tương đương với thứ ba, cuối cùng hệ trục tọa độ thứ tư sẽ được đặt với điểm cuối cùng của quan điểm bên tờ. Từ hệ trục đã đặt ở trên, chúng ta sẽ khu vực đánh pH cho robot. Chúng ta sẽ tính toán áp lực cho góc theta 1, theta 2 và theta 3 để điều chỉnh cho động cơ.
trên chúng ta sẽ cần đến các phần cực trên mặt mô hình với sơ đồ kết nối phần cực phía bên dưới. Ở đây với mỗi động cơ servo chúng ta sẽ có 3 dây với 2 dây là dây cấp nguồn 5V và CNC. Dây thứ ba sẽ là dây tín hiệu cho động cơ. Ở đây nhé, sử dụng 300 điều khiển này trên chip 10 và 10 dây. Và nguồn 5V được cấp ở đây sẽ là nguồn 5V được lấy trực tiếp từ Arduino Uno. Để điều khiển cho máy động cơ nó sử dụng Simulink Support Microcontroller Arduino Hardware để chống cho Arduino với các khối Continuous Servo Drive. Với các khối này chúng ta có thể điều khiển được các bay động cơ từ 90 cho tới 90 độ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một khối Stator Servo Drive có thể điều khiển cho động cơ theo góc từ 0 tới 180 độ. Trong phần thư viện của Simulink Support Microcontroller Arduino đây là chính sản và chúng ta có thể sử dụng bất kỳ chân nào trong số 13 chân theo cốt của Arduino Uno để điều khiển cho động cơ. Không nhất thiết phải là các chân của chúng tôi. Trên đây là trạng thái của robot. Khi ta lắp thì ta 1, thì ta 2, thì ta 3 đã được điều khiển bằng 0. Chúng ta sẽ thấy được tất cả các lần đều dưới thẳng ra và đây là tiếp theo là khi theta 1 bằng 0, theta 2 bằng 90 và theta 3 bằng 90, chúng ta sẽ có được hai cái robot này đây. Cuối cùng chúng ta sẽ cần đến các phần điều khiển thực tế cho robot với sơ đồ điều khiển. Sẽ bao gồm hai phần chính, đó là phần hành trạng và phần hành trình. Đối với phần hành trạng, sau khi thu thập các dữ liệu về tọa độ khí đầu như tọa độ khí cuối, thời gian di chuyển của hành trạng robot, chúng ta sẽ tính toán ra được xi và gamma trên thời gian. Từ xi và gamma đã tính được qua mỗi độ hành trình, chúng ta sẽ tính toán ra được các góc theta 1, theta 2 và theta 3 để điều chỉnh cho động cơ. Đây là những dạng sau trước với dạng thái đầu cho là cho đến thứ hai có bố sẽ di chuyển một khoảng thời gian nhóm bạn di chuyển. Như thầy và các bạn có thể thấy thì quá trình của robot đã đáp ứng được đúng yêu cầu về phần và phần di chuyển của robot là khá mượt so với tốc độ đáp ứng của động cơ servo. Trên đây là một bộ báo cáo về phần test của nhóm một. Nhóm này là tất cả các bạn lắng nghe. Đó thì ở đây ha, rồi các em làm thì khi mà các em làm thì chúng ta sẽ có nhu cầu nó cơ bản là nó sẽ nhiều hơn một chút ha. Yêu cầu chúng ta để chúng ta làm nó sẽ nhiều hơn một chút, đó là chúng ta sẽ thực hiện những quỹ đạo mà chúng ta đã thực hiện, đã làm ở trong cái tắt một và tắt hai rồi. Tắt 1 và tắt 2 rồi. Chúng ta xem coi tìm hiểu cách để kết nối được phần CUDA Graphic User Interface giữa cái phần MATLAB Simulink. Vậy cái MATLAB Simulink đó thì nó sẽ chạy online luôn ha. Nó sẽ chạy online. Một là kết nối với MATLAB Simulink để chúng ta đưa ra cái giao diện. Thì ta sử dụng Graphic User Interface để kết nối với MATLAB Simulink. MATLAB Simulink nó sẽ kết nối với cái board Arduino để chúng ta lập trình. Thì trong cái phần này chúng ta thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm cái công việc đó. Rồi thầy sẽ gửi cho các em lên cái lớp của chúng ta trong tuần thứ 6.